Chỉ đạo nổ mìn phá đá, quyết thông đường lên Rào Trăng Ba hôm nay. Phương án nổ mìn phá đá những khối đá nặng 20 tấn cản đường vào Rào Trăng Ba đã được Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra. Với quyết tâm trong hôm nay, các lực lượng phải thông đường lên khu vực có nhiều nạn nhân mất tích này. Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay ngày 20 tháng 10, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng dân sự tiếp tục công tác thông đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng Ba nhằm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 15 công nhân còn mất tích do sạt lở đất xảy ra trước đó. Theo khảo sát ban đầu của cơ quan chức năng, một tảng đá lớn nặng khoảng hơn 20 tấn rơi áng ngữ tại km số 18, có 3 ngầm tràn lớn, trong đó có một ngầm tràn ngập 1,2 mét, có 2 đoạn đường bị nước cuốn trôi, nên việc thi công bằng cơ giới thông đường 71 lên Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn. Từ rạng sáng ngày 20 tháng 10, tại Thừa Thiên Huế lại có mưa lớn, tiếp tục là trở ngại lớn đối với công tác tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3. Khối lượng sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba hiện còn lớn hơn rất nhiều so với điểm sạt lở tại tiểu khu 67, nơi 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh, được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng 3-4 mét. Tại hiện trường có khoảng 2 triệu mét khối đất đá bị sạt lở. Kết cấu đá với khối lượng lớn ở khu vực này rất phức tạp, rất khó giải tỏa nếu làm bằng thủ công. Trước đó vào ngày 19 tháng 10, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 cùng đoàn công tác cứu nạn gồm 18 người đã cơ động tìm cách tiếp cận Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3, đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở rất nghiêm trọng. Nhiệm vụ trước mắt của lực lượng cứu hộ, cứu nạn là phải điều thêm vào hiện trường 6 đến 7 xe múc cùng lực lượng có kinh nghiệm tốt vào khai thông tuyến đường. Các tảng đá lớn rơi từ trên xuống chắn ngang đường phải được phá bỏ bằng nổ mìn. Qua khảo sát, trên tuyến vào Rào Trăng 3 hiện rất nguy hiểm, không thể tìm ra chỗ đóng quân, nên buộc phải cơ động thay đổi lực lượng khi xong ca. Thiếu tướng Hà Thọ Bình cho biết, bằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 để tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay, Viettel Thừa Thiên Huế đang tập trung thiết bị hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng Ba để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nạn nhân mất tích. Phấn đấu trong ngày 20 tháng 10, đơn vị viễn thông quân đội thiết lập xong hệ thống thông tin liên lạc tại khu vực Rào Trăng Ba để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn trở lại với Huế thì công tác cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng Ba vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng Ba theo đường thủy và đang tìm kiếm 15 công nhân còn đang mất tích. Trong ngày 18 tháng 10, trời đã tạnh mưa. Hơn 10 cán bộ đội quy tập mộ liệt sĩ 192 và đội cứu hộ công an Thừa Thiên Huế xuất phát từ lòng hồ Hương Điền, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đi theo thượng nguồn sông Bồ hơn 10 km để vào Rào Trăng 4. Từ đây thì đường đoàn đi của đường thủy hơn 10 km nữa, sau đó đi bộ 2 km đến Rào Trăng 3. Lực lượng 192 đang phối hợp với công nhân còn lại ở Rào Trăng 4 triển khai tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3. Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để đảm bảo an toàn, lực lượng của đội 192 và công nhân sẽ tìm kiếm vào ban ngày. Tổ cứu hộ này sẽ về thủy điện Rào Trăng 4 theo đường thủy để nghỉ vào ban đêm. Mưa lớn nhiều ngày qua, tuyến đường 71 vào Rào Trăng 4, Rào Trăng 3 tiếp tục bị sạt lở. Ngành giao thông đang gia cố lại các điểm sạt lở đập tràn bằng các dọ đá. Hiện nay, xe cơ giới vẫn chưa tiếp cận được Rào Trăng 4 khi tuyến đường 71 bị sạt lở. Lực lượng cứu hộ đã cho sử dụng flycam bay thám sát để đánh giá mức độ sạt lở, từ đó lên phương án cứu hộ an toàn. Và tất cả phương tiện, công binh đã sẵn sàng vào đường 71 nếu đảm bảo an toàn và không có mưa lớn xảy ra. Trả lời câu hỏi của báo chí về nguyên nhân của vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng, Huế khiến hàng chục người tử vong, đại diện Bộ Công Thương cho rằng không phải từ các thủy điện nhỏ mà nguyên nhân là do lượng mưa lớn trong các ngày từ mùng 6 đến 12, 13 tháng 10, cùng với đó là rủi ro địa chất ở khu vực này. Từ ngày mùng 6, 12, 13 này, thì là nguyên tại Huế là bình quân nó phải từ 1.500 đến 2.000, và tại A Lưới gần cái dự án này bên trên một tí thì nó 2.200 mm trong khoảng một tuần, và tại Bạch Mã thì còn thậm chí 2.500 đến 2.600, mưa rất lớn, cho nên mà trong khi đó cái tai biến địa chất, cái rủi ro về địa chất ấy cũng rất lớn, thì cũng đã gây ra những cái tai nạn rất là nghiêm trọng. Về giải pháp đảm bảo an toàn trong vận hành hồ chứa, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát hồ chứa, làm căn cứ báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai. Qua cái sự kiện vừa rồi thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo và ra soát đảm bảo chỉ đạo các thủy điện để đảm bảo làm sao các phương, đặc biệt là phương án ứng phó thiên tai, lường được các cái tình huống có thể xảy ra.
có thể xảy ra. Và cái thứ hai nữa là Bộ cũng tiếp tục hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu của quốc gia về hồ chứa để mục đích để giám sát các hồ trong quá trình vận hành. Theo quy định, vận hành của các hồ chứa thuộc thẩm quyền của các địa phương, Bộ Công Thương quản lý đưa ra các công điện cảnh báo để trong mưa lũ, các hồ phải trữ nước ở mức duy trì đón lũ. Mục đích là khi lũ về sẽ làm chậm quá trình về hạ du. Ngoài ra, khi xả lũ, Ban Quản lý Hồ phải phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Năm 2019, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành điều tra với tỷ lệ 1 trên 50.000 tại khu vực thủy điện Alin 1 cho đến rào Trăng 3, rào Trăng 4. Kết quả cho thấy, trên địa bàn có một hệ thống đứt gãy chính theo phương Tây Bắc, Đông Nam và các đứt gãy phụ, xuất hiện các đới dập vỡ quy mô rộng. Bản đồ 50.000 và cái điều tra trượt lở của cái tỉnh Thừa Thiên Huế, thì trong đó có thực hiện Phong Viện, cái khu vực từ thủy điện Alin 1 cho đến rào Trăng 3, rào Trăng 4 đã được khoanh vùng và vùng vì cái mật độ cái điểm trượt lở nó cao, nó cảnh báo khu vực đấy là có nguy cơ trượt lở cao và đề nghị tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ 1/25.000. Những cảnh báo này đã được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản bàn giao cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đến nay chưa rõ địa phương sử dụng ra sao. Thực tế diễn ra cho thấy, nhóm nguyên nhân tác động kích hoạt gây trượt lở đất đá tại thủy điện rào Trăng 3 là do mưa, cắt xẻ ta luy cao và dốc để làm công trình. Cái vùng đấy nguy cơ về thảm phủ thì có lẽ là nó vẫn còn tương đối tốt. Vâng. Thế nhưng mà vỏ phong hóa của nó thì là đất của granite, thế là vỏ phong hóa của nó tương đối dày và mềm mở. Đấy, cộng với cả những yếu tố đứt gãy nữa. Thế thì nó dễ bị trượt lở khi mà ta làm cái xẻ ta luy ra, làm mất cái sườn trọng lực của nó, lớp yếu tố trọng lực của nó, cho nó dễ bị trượt lở. Vì nhất là các cái ảnh vệ tinh ở trước đây ấy, thì cái giải đấy ấy, nó không có những cái hiện tượng các xẻ ta luy làm công trình. Đấy thì ít có những cái hiện tượng trượt lở. Thế nhưng mà gần đây khi mà đã cắt xẻ ta luy ra làm công trình ấy, thì cái hiện tượng trượt lở nó xảy ra nhiều hơn. Các khảo sát mới nhất cho thấy, trong 42 điểm trượt lở đất đá tại huyện Phong Điền, có 28 điểm trượt có quy mô nhỏ, 11 điểm trượt quy mô trung bình, 2 điểm trượt có quy mô lớn và 1 điểm có quy mô rất lớn. Hiện các điểm trượt vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra trên địa bàn. Còn cụ thể những cái chuyện sạt lở thế nào, tại vị trí thế nào thì là phải vào tận nơi để mà khảo sát. Nó không giống như ban đầu nữa, và ban đầu nó cũng chỉ là những cái cảnh báo ban đầu thôi. Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, công tác tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích hết sức khó khăn. Các đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện rào Trăng 3. Đại tá Thái Văn Linh, Chính ủy Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thông tin. Lữ đoàn 384 nhận được quyết định điều động tăng cường máy móc cơ giới vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ thông tuyến đường 71. Từ điểm đầu đường 71 lên đến thủy điện rào Trăng 3 dài 30 km bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Hiện lực lượng cứu hộ đã khơi thông được 20 km, còn cách hiện trường thủy điện rào Trăng 3 nơi 16 công nhân gặp nạn khoảng 10 km. Đoạn đường 10 km này có nhiều đập tràn, ngầm sâu với khối lượng đất đá vùi lấp lớn. Do trời mưa lớn, lực lượng cứu hộ đang phải tạm dừng di chuyển máy móc để chờ phương án của cấp trên. Hiện trường thủy điện rào Trăng 3 cả qua đồi, hàng ngàn khối đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại, khu nhà ở của công nhân. Đường lên thủy điện rào Trăng 3 còn nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, đêm 11 tháng 10, mưa lớn khiến cả nửa quả núi sạt xuống nhà điều hành thủy điện rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Nhận thông tin, chiều 12 tháng 10, đoàn công tác gồm 21 người, gồm cán bộ chiến sĩ quân khu 4, cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch huyện Hương Điền đã tiến vào thủy điện rào Trăng 3 để tìm kiếm cứu nạn. Đêm cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ và dừng nghỉ tại đây. Lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ. 8 người thoát được ra ngoài, 13 người bị vùi lấp dưới đất bùn. Đến 19 giờ tối qua, thi thể của họ mới được tìm thấy và đưa hết về Bệnh viện Quân y 268.
quân khu 4 đã đề nghị truy tặng liệt sĩ và thăng quân hàm cho các cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn ở trạm kiểm lâm 67, xã Xuân Phong, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh quân khu 4, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba cho các sĩ quan khác thuộc quân khu 4.